Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Đồ Thờ Linh Hương. Trong một video clip tiếp theo, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm án gian bàn chuyện chân 2, chất liệu 100% gỗ gõ Nam Phi. Bây giờ tôi xin giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm bàn chuyện án gian của chúng tôi. Chiếc bàn chuyện án gian chân 12, chất liệu 100% gỗ gõ Nam Phi. Chúng tôi làm khuôn tranh dày 5 phân. Khuôn tranh dày 5 phân và đặc biệt chiếc ván mặt này chúng tôi làm dày 2 phân và được làm bằng ván liền 1 tấm. Hàng này là hàng liền 1 tấm các bạn. Hàng vân rất là đẹp. Chất liệu gỗ chúng tôi làm là chất liệu Ghana loại 1. Nên các bạn nhìn đây, hàng chúng tôi chỉ mới hoàn thiện xong phần mộc thôi, chưa đánh chai gì. Đây, chất đá vôi. Chiếc bàn chuyện này chúng tôi làm vai dày 6 phân và dạ tiền của nó dày 5 phân. Đây là dạ tiền của nó. Hàng vô cùng đẹp. Phần cổ trên chúng tôi đục hai con rồng hóa chầu nhau và chính giữa là một chiếc cuốn thư như thế này các bạn. Hàng vô cùng đẹp. Tôi sẽ quay phần hông cho các bạn xem. Đây là phần mặt bên hông của chiếc bàn chuyện án gian của chúng tôi. Hàng của chúng tôi đảm bảo hàng không ruột, không rác, không nứt nắng các bạn. Chúng tôi loại bỏ tất cả những phần hàng gỗ kém, chỉ để lại những phần trần trọi để hoàn thiện thành một chiếc bàn ưng ý nhất cho quý vị và các bạn. Vườn giờ rất là đẹp. Ván liền các bạn ạ. Vô cùng chắc. Chất liệu gỗ Ghana loại 1. Hàng không cong vênh, nứt nát gì. Đây, chúng tôi đang quay ở giữa trời rất là nắng. Hiện tại là chúng tôi đang đứng trước cơ sở kinh doanh bán buôn trực tiếp của cơ sở đồ gỗ Linh Hương chúng tôi đây. Nếu như có quý vị nào có nhu cầu về chiếc sập thờ án gian chân 12 này, chất liệu là gỗ gõ đỏ Nam Phi, có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0979 876 444 hoặc 0987 023 214. Cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi tại cụm khu công nghiệp La Xuyên Vàng, Yên Ninh, Nghĩ Yên, Nam Định để được tham khảo và tư vấn về kích thước mẫu mã cũng như trực tiếp xem những sản phẩm mà chúng tôi sản xuất tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.